Chào mừng các bạn đến với chương trình học hành trình nhân sự cùng với Helen. Các bạn ơi, video ngày hôm nay là video số 109 và chúng ta sẽ đến với một cái nội dung mà Helen nhận được khá nhiều sự quan tâm của mọi người, đó là hướng dẫn thiết kế cái file quản lý ngày phép theo thực tế quy định tại công ty. Vậy thì cái tiêu đề, Helen xin giải thích qua một chút về cái tiêu đề tại sao lại quản lý phép mà lại theo thực tế tại công ty. Bởi vì sao? Bởi vì đây là thực tế ở một công ty họ quy định như thế này, còn thực tiễn ở bên ngoài thì đây không phải là cái nội dung bắt buộc mà các công ty họ đều quy định phép giống như thế này các bạn nhé. Vậy thì cái điều đầu tiên mà các bạn aware được cho Helen đó là đây là cái file mà theo thực tế của một công ty họ đang áp dụng. Và họ áp dụng thì sau khi kiểm tra thì Helen thấy là cái cách mà họ áp dụng thì cũng có lý, và ở một khía cạnh nào đó thì cũng sẽ là có lợi cho người lao động. Do đó thì chúng ta sẽ tham khảo cách họ làm sẽ như thế nào các bạn nhé. Ok, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua một chút những cái nội dung liên quan đến cái ngày phép năm mà luật quy định thì họ đang quy định như thế nào. Điều đầu tiên đó là điều 113 của Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định liên quan đến ngày phép như sau: đối với người làm việc từ 12 tháng trở lên, làm đủ 12 tháng trở lên thì sẽ được nghỉ 12 ngày nếu trong điều kiện làm việc bình thường, 14 ngày nếu trong điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, và người lao động chưa thành niên hoặc là khuyết tật vân vân. Vậy thì chúng ta thông thường chúng ta đi làm, chúng ta làm việc trong cái điều kiện bình thường thì một năm làm đủ 12 tháng chúng ta sẽ được hưởng 12 ngày phép, đúng không ạ? Ok. Còn ngoài ra thì người có thâm niên mỗi năm sẽ được hưởng một ngày phép, và thời gian nghỉ này được tính vào làm việc bình thường trong tuần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái điều 113 của Bộ luật 2019 chúng ta rút ra được ba ý như sau. Thứ nhất, người lao động làm đủ 12 tháng trong một năm trong điều kiện bình thường được hưởng 12 ngày phép. Thì thứ hai, cứ 5 năm được hưởng thêm một ngày phép. Ví dụ như là chúng ta có một chị Nguyễn Thị A, chị làm công ty của chúng ta 10 năm rồi. Vậy thì mỗi năm được tăng thêm một ngày phép, vậy thì tổng số là chị đã được thêm 2 ngày, đúng không ạ? 2 cộng với 12 bằng 14. Vậy thì một năm chị này nếu làm đủ chị này sẽ được hưởng là 14 ngày phép. Ok. Và cái thứ ba nữa đó là cái thời gian nghỉ này được tính vào trong cái thời gian làm việc bình thường trong tuần. Ok. Vậy thì đây là ba cái gạch đầu dòng basic nhất nó liên quan đến ngày phép được quy định trong cái Bộ luật Lao động mới có hiệu lực từ 1/1/2021, đó là Bộ luật Lao động năm 2019. Vậy thì ngoài cái nội dung liên quan đến ngày phép được quy định tại điều 113 của Bộ luật Lao động 2019 mới, chúng ta còn có một cái nghị định mới ra đời từ năm 2020, đó là cái nghị định 145/2020/NĐ-CP. Và hai cái nội dung liên quan đến ngày phép được đề cập tại cái điều 65 và 66 của cái nghị định này, chúng ta hãy cùng nhau xem các bạn nhé. Ok, cái đầu tiên đó là cái nghị định 145. Đây là cái định nghị định 145 năm 2020, và các bạn có thể thấy được rằng là ra đời cái nghị định này nó khá là mới, từ ngày 14 tháng 12 của năm 2020, và cái nghị định này có hiệu lực từ mùng 1 tháng 2 của năm 2021, đúng không ạ? Mới có hiệu lực bắt đầu từ 2021 thôi, bắt đầu từ tháng 2. Vậy thì cái điều 65 và cái điều 66 nó nói về cái gì? Đầu tiên đó là điều 66, người ta quy định về cái cách tính nghỉ phép hàng năm trong một số trường hợp đặc biệt các bạn nhé, cách tính ngày nghỉ phép hàng năm trong một số trường hợp đặc biệt. Vậy thì cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây đó là cái con số ở cái mục số 2 này, cái mục số 2 này các bạn nhé. Điều 66 khoản 2, trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương, nghỉ bận mở ngoặc, nghỉ lễ Tết, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo như những cái điều này của luật, chiếm từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì được tính một ngày phép nghỉ hàng năm. Vậy thì liên quan đến cái điều này chúng ta hiểu nôm na nó là như sau.
Nếu như người lao động có số ngày làm việc và có số ngày hưởng lương theo như quy định của luật mà chiếm từ 50% số ngày làm việc bình thường, ở đây chúng ta có thể hiểu là nếu mà có số ngày hưởng lương theo như quy định, hai cái đó có số ngày làm việc cộng với số ngày hưởng lương mà chiếm từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng, tức là chiếm từ 50% cái ngày công chuẩn của tháng đấy, thì tháng đó sẽ được tính một ngày phép. Vậy thì các bạn có thể thấy là từ cái nghị định 145 mới này nó quy định nó khá là rõ, đúng không ạ? Nó khá là rõ liên quan đến cái việc là trong cái tháng đó, người lao động, mình là ví dụ như là người lao động mới vào công ty, thì trong cái tháng đó khi mà bách lại thì người ta có được tính là một ngày phép hay là không được tính ngày phép nào. Vậy thì các bạn nhé, thực tế ở bên ngoài khi mà chưa có cái nghị định 145 này ra đời thì có một số công ty họ áp dụng như sau: nếu người lao động vào từ mùng 1 cho đến ngày 15 thì được một ngày phép trong tháng đó, nếu người lao động vào từ 16 cho đến cuối tháng thì sẽ được 0,5 ngày. Đó là cái nhóm công ty đầu tiên họ có thể áp dụng. Cái nhóm công ty thứ hai thì họ sẽ áp dụng chặt chẽ hơn, nếu vào từ 1 đến 15 thì sẽ được 0,5 ngày, còn vào sau ngày 16 thì không được ngày nào cả. Vậy thì liên quan đến cái việc mà người lao động vào một cái ngày nào đó trong tháng thì hỏi cái ngày đó người ta có được phép hay là không, thì từ cái nghị định 145 mới này nó quy định khá là rõ các bạn nhé. Nếu mà người lao động, ví dụ như người lao động vào trong tháng, người ta có số ngày làm việc, có số ngày hưởng lương trong tháng chiếm từ 50% ngày làm việc trở lên thì sẽ được một ngày phép trong tháng đó. Vậy thì cái này nếu như mà hiểu đúng theo cái tinh thần của luật ấy, thì chúng ta sẽ hiểu là cái ngày công có tính lương bao gồm là ngày đi làm và cái ngày mà nghỉ hưởng lương theo quy định chiếm một nửa cái ngày công chuẩn của tháng, thì cái tháng đó sẽ được tính là ngày phép các bạn nhé. Tất nhiên là cái việc mà quy định ngày công chuẩn thì các doanh nghiệp họ sẽ quy định khác nhau, đúng không ạ? Một số bạn sẽ hỏi là vậy thì cái ngày công chuẩn là cái ngày như thế nào? Vậy thì chúng ta hiểu là ngày công chuẩn không có định nghĩa của luật, tuy nhiên trong thực tế chúng ta vận hành, ngày công chuẩn được hiểu là cái ngày mà người lao động sẽ được tính 100% lương, và là cái ngày nó phải đảm bảo cái điều kiện không vượt quá 26 ngày trong một tháng, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa đó là ngày công chuẩn là cái ngày mà doanh nghiệp sẽ quy định cái ngày đó. Ok. Đây thì đây là một cái điểm mới mà chúng ta cần phải lưu ý, đúng không ạ? Và cái quy định này thì trong cái cách làm, trong cái file quản lý của chúng ta cũng sẽ đáp ứng được cái điều kiện đó các bạn nhé. Ok. Rồi, chúng ta tiếp theo cái nội dung nữa liên quan đến cái quy định về nghỉ phép được đề cập khá là rõ tại cái điều 65 cũng của nghị định 145 này. Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ phép hàng năm. Vậy thì cái nội dung mà chúng ta hay áp dụng nhất đó là cái mục số 2 này: thời gian nghỉ việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người lao động sau khi hết thời gian thử việc. Vậy thì cái câu chuyện và cái tình huống nó đưa ra ở đây đó là người lao động trong thời gian thử việc, ví dụ như là người lao động có thời gian thử việc là 2 tháng, thì trong thời gian thử việc đó người ta không được nghỉ phép. Ví dụ như là trong thời gian thử việc 2 tháng, từ tháng 4 cho đến tháng 6, nếu như mà người ta muốn nghỉ thì người ta sẽ phải nghỉ theo diện là nghỉ không lương, bởi vì chúng ta hiểu là trong thời gian thử việc đó người ta chưa xuất hiện ngày, chưa được hưởng ngày phép, đúng không ạ? Tuy nhiên các bạn nhé, luật quy định rằng nếu như người lao động đó người ta pass cái thử việc, có nghĩa là người ta đã qua thử việc để người ta ký hợp đồng lao động chính thức, thì khi ký hợp đồng chính thức người lao động sẽ được hiểu là bắt đếp, có nghĩa là được tính lại 2 cái ngày phép trong cái thời gian thử việc đó, đúng không ạ? Vậy thì đây là cái điều mà nó được đề cập và được đề cập trong cái nội dung điều 65 của cái nghị định 145, cũng là một cái định mới, cũng là một cái quy định mà chúng ta cần phải lưu ý các bạn nhé. Bởi vì có một số bạn sẽ hỏi đó là trong thời gian thử việc thì có được tính phép hay không. Vậy thì câu trả lời là trong thời gian thử việc người lao động nếu nói đúng luật thì không được nghỉ phép, nhưng nếu
qua cái thời gian thử việc ký hợp đồng lao động mới thì người ta sẽ được bách lại 20 ngày phép trong thời gian thử việc, đúng không ạ? Ok, rồi vậy thì chúng ta điểm qua một chút là về những cái quy định của luật như vậy. Ví dụ và trong cái điều 65 này thì cũng có những cái nội dung bổ ích các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như là nghỉ ốm đau cộng dồn không quá 2 tháng trong một năm thì cũng sẽ là cái thời gian mà được tính là cái được coi là cái thời gian làm việc để tính nghỉ phép. Rồi thời gian hưởng chế độ thai sản, ví dụ như là trong một năm một chị Nguyễn Thị B chị nghỉ thai sản 6 tháng. Vậy thì trong cái thời gian 6 tháng chị nghỉ đó thì cũng sẽ là cái thời gian được coi là thời gian chị đấy có ngày nghỉ phép, đúng không ạ? Tức là cũng là cái thời gian được coi để chúng ta tính ra cái số phép của chị đấy. Ví dụ như là năm 2021 chị Nguyễn Thị B đó chị nghỉ 6 tháng thì tổng số ngày phép, tức là tổng cái quota, tổng cái hạn mức ngày phép trong năm 2020 của chị này vẫn là 12 ngày chứ không phải là 6 ngày trừ đi cái thời gian chị nghỉ thai sản các bạn nhé. Thì đấy cũng là một cái những cái quy định liên quan đến ngày phép mà chúng ta cần phải lưu ý, nó được thể hiện rất là rõ trong cái nghị định 145 của chúng ta. Rồi, điểm qua những cái nội dung quy định của luật là như vậy, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của chúng ta, đó là chúng ta sẽ thiết kế cái file nghỉ phép năm. Vậy thì đây mình nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là thiết kế theo thực tế vận hành tại một công ty, và công ty này vận hành theo cái quy tắc ngày 15 của bảo hiểm. Các bạn tiếp cận với cái mạng bảo hiểm thì chúng ta đã biết được cái nội dung của cái quy tắc ngày 15 bảo hiểm rồi, đúng không ạ? Quy tắc ngày 15 bảo hiểm dựa trên cái nguyên tắc lấy ngày 15 của tháng làm chuẩn. Trong đó thì nó sẽ áp dụng đối với cái trường hợp mà người lao động mới vào công ty. Các bạn nhé, người lao động mới vào công ty thì nếu như mà vào công ty trước hoặc là trong ngày 15 của tháng thì có một ngày phép trong tháng đó. Thế nên là vào công ty trước các bạn nhé, trước hoặc là trong ngày 15 thì có một ngày phép trong tháng đó. Ví dụ như là người lao động này vào ngày 10 tháng 6 thì sẽ được có một ngày phép trong tháng 6. Còn nếu mà vào công ty sau ngày 15, ví dụ như cái bạn này bạn vào từ ngày 19 tháng 6 thì trong tháng 6 không có được tính là ngày phép, chỉ bắt đầu được tính phép từ tháng 7, đúng không ạ? Ok. Và cái quy tắc này cũng sẽ được vận dụng cho cái trường hợp mà người lao động nghỉ việc, đúng không ạ? Trên kênh của mình thì cũng có một cái video nói về cái cách tính ngày phép. Tuy nhiên thì cái video đó chưa có đề cập đến cái nội dung là người lao động nghỉ việc thì sẽ tính phép như thế nào. Vậy thì trong cái video này thì nó sẽ đầy đủ hơn khi mà nó có thêm một cái nội dung, đó là nếu mà người lao động nghỉ việc thì cái công thức nó cũng sẽ tự động xác định cái số ngày nghỉ phép được hưởng trong năm của người lao động đến cái thời điểm mà người ta nghỉ việc. Ví dụ như là người ta nghỉ việc vào ngày hôm nay là ngày 22 tháng 6 thì cái file nó cũng sẽ tự động được tính ra là vậy thì cái người đó nghỉ việc ngày 22 tháng 6 trong năm 2021 người ta sẽ được nghỉ phép là bao nhiêu ngày, đúng không ạ? Ok. Rồi, nghỉ việc từ ngày 16, đối với cái trường hợp mà nghỉ việc thì nghỉ việc sau ngày 15 thì mới được tính phép của tháng đó. Còn nếu mà nghỉ việc trước hoặc là trong ngày 15 thì không được tính ngày phép của tháng đó. Ví dụ như là nghỉ việc từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 sau ngày 15 thì có một ngày phép trong tháng 6. Còn nếu như mà nghỉ việc trước ngày 15, ví dụ như là 14 tháng 6 của 2021 thì không có ngày phép trong tháng đó. Vậy thì đầu tiên chúng ta nắm vững cái nguyên tắc mà nó chạy thông suốt trong cả cái file này các bạn nhé. Và cũng lưu ý một lần nữa, lưu ý là cái này là cái nguyên tắc dễ hiểu, dễ giải thích với người lao động, và trên tinh thần là nó cũng đảm bảo khá tốt cái quyền lợi về nghỉ phép theo cái quy định của luật. Do đó thì theo quy định của luật, tuy nhiên thì đây là cái quy định tại một công ty họ đang vận hành ở bên ngoài, chứ không phải là tất cả các công ty đều bắt buộc làm theo cái quy định này các bạn nhé. Chúng ta cần phải làm rõ với nhau, chúng ta cần phải make sure với nhau nó là như vậy. Ok rồi, thì chúng ta sẽ đi vào trong cái file Excel. Trong file Excel của chúng ta có mình để những cái thông tin đơn giản thôi, ví dụ như là số thứ tự, mã nhân viên, họ tên, ngày vào công ty và ngày thôi việc, đúng không ạ? Trong đó thì có hai cái nữa, đó là cái ngày bắt đầu của năm và ngày kết thúc của năm. Mình nói qua cái co của cái file thôi, còn các bạn muốn tô màu, các bạn muốn trang điểm như thế nào cho cái file này thì khi mà các bạn nhận được cái file Excel thì các bạn có thể trang điểm cho cái file này đẹp đẽ sau các bạn nhé. Ok. Và
Ở đây thì mình có chia làm 4 cái trường hợp để chúng ta giải thích từng cái trường hợp một chúng ta sẽ dùng công thức nó như thế nào. Và cái công thức của chúng ta, cái công thức mà keyword của chúng ta nó nằm ở cái cột K này, cái cột cái công thức mình bôi đỏ này các bạn nhé, nó nằm trong cái công thức mà mình đang bôi đỏ ở đây, đó là cái số ngày nghỉ phép tối đa của năm 2021. Tất nhiên là cái file này khi mà các bạn muốn dùng cho năm 2022, 23 thì các bạn chỉ cần thay cái năm ở đây, đúng không ạ? Chỉ cần thay cái năm ở đây thì công thức ở dưới này nó sẽ tự động nhảy ra, đồng thời thay cái số ở đây thì nó cũng sẽ hiện ra. Vậy thì ở đây hiểu nôm na là gì? Hiểu nôm na là chúng ta sẽ tính cái số ngày phép tối đa ở đây, xem là cái hạn mức, cái quota của người lao động liên quan đến phép trong năm của người ta nó là như nào. Còn số ngày chưa dùng thì đơn giản thôi, nó sẽ bằng tổng số ngày đã dùng. Số ngày đã dùng thì nó sẽ bằng cộng tổng của tất cả những cái ngày trong năm nó nghỉ như thế nào, thì nó sẽ tổng số ngày đã dùng trong năm, thì lấy cái quota, lấy cái số ngày được hưởng trừ đi số ngày đã dùng thì nó sẽ ra là số ngày chưa hưởng ở đây, đúng không ạ? Công thức từ cột L cho đến cột cuối cùng này dễ hiểu. Còn bây giờ chúng ta sẽ focus vào cái cột từ trường hợp 1, từ cột F cho đến cột K các bạn nhé. Vậy thì ok, ở đây chúng ta có 4 trường hợp như sau. Các bạn hãy nhìn lên trên cái sơ đồ mà mình có bôi màu xanh đỏ tím vàng ở đây để cho các bạn sẽ dễ hiểu hơn các bạn nhé. Mình lấy ví dụ, năm 2021 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 của năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 của năm 2021 sẽ là cái ngày kết thúc năm, đúng không ạ? Vậy thì cái năm mà tính phép của chúng ta nó là cái phần màu đỏ này, nó là cái phần màu đỏ, nó bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Vậy thì chúng ta sẽ có 4 trường hợp. Trường hợp đầu tiên, người lao động vào lâu năm rồi, ví dụ như là người lao động đã làm tại công ty của chúng ta 5 năm và bây giờ người ta vẫn còn làm việc tại công ty của chúng ta. Vậy thì các bạn thấy được rằng là cái phần màu xanh này nó thể hiện là người lao động vào cách đây lâu rồi, vào trước năm 2021 và bây giờ vẫn còn làm việc các bạn nhé. Ok, trường hợp 2 của chúng ta đó là người lao động vào trước năm 2021, ví dụ như là và cũng là vào cách đây 5 năm rồi, nhưng người ta nghỉ việc vào năm 2021, ví dụ như là vào từ năm 2012 nhưng sẽ nghỉ việc vào tháng 6 2021, thì đấy là cái trường hợp số 2, đúng không ạ? Ok, trường hợp số 3 của chúng ta màu tím mộng mơ là trường hợp người lao động vào trong năm và nghỉ trong năm, có nghĩa là tháng 4 vào và tháng 7 thì sẽ nghỉ việc, đúng không ạ? Vào và nghỉ một cách rất là chóng vánh, vào trong năm và nghỉ trong năm. Ok, trường hợp cuối cùng của chúng ta là cái trường hợp màu, chúng ta sẽ đổi cái màu đi cho nó dễ nhìn các bạn nhé. Chúng ta sẽ đổi sang cái màu chúng ta sẽ đổi sang cái màu đen đi. Ok, chúng ta sẽ đổi sang cái màu đen đi. Chúng ta đổi sang màu đen của chúng ta là cái trường hợp mà vào công ty vào giữa năm và vẫn còn làm việc đến thời điểm hiện nay, tức là vào công ty trong năm. Nói giữa năm thì cũng không đúng, mà vào công ty trong năm và vẫn còn làm việc đến thời điểm này. Ví dụ như là người đã lao động mới vào từ tháng 4 2021 và bây giờ vẫn còn làm việc tại công ty của chúng ta, hoặc và người ta sẽ làm qua tháng 12 của năm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ hình dung là trong tất cả những cái trường hợp nó sẽ có 4 cái trường hợp như thế này. Vậy thì các bạn cũng thấy được rằng là đâu đó ở trên các cái diễn đàn, trên các cái group, các bạn có thể tham khảo những cái file quản lý phép với những công thức khá là dài. Vậy thì khi mà xem thì các bạn có thể sẽ khó có thể hình dung được cái công thức đó nó cover những cái trường hợp nào. Vậy thì cái cách làm của mình là mình sẽ vẽ ra từng cái trường hợp một như thế này để các bạn hiểu là sẽ có 4 cái trường hợp tương ứng như ở đây, và chúng ta sẽ thiết lập công thức cho từng trường hợp, sau đó chúng ta cộng tổng 4 cái trường hợp này lại với nhau các bạn nhé. Cộng tổng 4 trường hợp lại với nhau, bởi vì sao? Bởi vì là từng trường hợp chúng ta đã xét, chúng ta đã dùng những cái hàm if để loại trừ ra, để loại trừ ra để tránh lặp trùng trong những cái trường hợp khác. Ok, trường hợp đầu tiên đó là người lao động vào công ty của chúng ta 5 năm rồi, vào trước 2021 và vẫn còn làm việc đến thời điểm hiện nay, một màu xanh ra trời, đúng không ạ? Ok, vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ cần phải xét hai điều kiện. Một là cái ngày vào, cái D12 của chúng ta, cái ngày vào của công ty nó phải nhỏ hơn ngày
F9 có nghĩa là nó nhỏ hơn ngày 1 tháng 1 2021, và cái E12 của chúng ta chính là cái ngày thôi việc nó phải bằng blank. Cái dấu hay dấu nháy này có nghĩa là đang blank, có nghĩa rằng là ngày thôi việc không có dữ liệu. Không có dữ liệu có nghĩa là người lao động đang vẫn còn làm việc bình thường, vẫn đang còn ở tình trạng là active, đúng không ạ? Ok rồi, thì chúng ta sẽ lấy 12 ngày, trường hợp này là trường hợp làm full năm, đúng không ạ? Làm full năm thì chúng ta sẽ lấy là 12 ngày cộng với gì ạ? Cộng với cái ngày hôm nay là ngày today, chúng ta dùng hàm today, chúng ta trừ đi cái ngày vào, chúng ta cộng thêm 1 để tính khoảng cách giữa ngày hôm nay và cái ngày người ta bắt đầu vào công ty. Chúng ta chia 365 để ra số 5. Chúng ta chia cho 5 năm bởi vì lúc nãy chúng ta vừa mới thống nhất với nhau đó là gì ạ? Cứ 5 năm thì được 1 ngày phép. Vậy thì ở đây chúng ta chia cho 5. Và cái hàm in, chúng ta sẽ dùng cái hàm in là cái hàm làm tròn, đúng không ạ? Ví dụ như là in của 5.2 thì nó sẽ quy về là 5, đúng không ạ? Các bạn hiểu là cái hàm in là cái hàm mà lấy ra số nguyên, đúng không? Ví dụ như là 10 chia mình là ví dụ như là 10 chia 3 thì nó sẽ là bằng 3.111 chẳng hạn. Vậy thì chúng ta sẽ dùng hàm in mở ngoặc 10 chia 3 thì nó sẽ lấy ra cái phần nguyên của phép chia các bạn nhé. Để chúng ta sẽ hiểu cái nguyên tắc của cái hàm in nó là như vậy. Vậy thì đây là cái trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai của chúng ta đó là người lao động vào trước năm 2021, tức là trước cái năm chúng ta tính phép và hiện đã nghỉ việc tại thời điểm hiện nay. Vậy thì cái trường hợp này chúng ta sẽ dùng công thức như sau. Nếu như mà cái ngày vào công ty của chúng ta nó nhỏ thua cái ngày F9 là cái ngày 1 tháng 1 2021, và cái ngày vào công ty, cái ngày E12 của chúng ta nó, và cái ngày E12 của chúng ta đó là cái ngày thôi việc nó lớn hơn ngày 15, thì chúng ta sẽ lấy tháng, ví dụ ở đây chúng ta sẽ lấy là tháng 5, đúng không ạ? Sẽ lấy là tháng 5. Còn nếu như ngày vào của công ty nó nhỏ hơn năm 2021, ngày thôi việc nó nhỏ hơn hoặc bằng ngày 15 thì chúng ta sẽ chỉ tính đến tháng trừ 1. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như ngày thôi việc là ngày 16 tháng 5, chúng ta có tháng 5 thì chúng ta có là tức là vào trước cái thời gian. Ví dụ như là ví dụ trường hợp 2 sẽ là cái trường hợp này. Ví dụ như là vào 11 tháng 1 2011 thì sẽ là vào trước cái năm 2021 và người ta nghỉ việc vào ngày 12, vậy thì sẽ tính đến trước cái tháng 5 này, tức là chỉ tính đến tháng 4 thôi, thì ở đây nó sẽ xuất hiện là 4 ngày, đúng không ạ? Ok, còn trường hợp số 3 của chúng ta là cái trường hợp đó là nếu như là cái trường hợp này vào và nghỉ trong vòng trong 1 năm. Vậy thì nếu như cái D12 của chúng ta, nếu như mà cái ngày vào công ty nó lớn hơn ngày 1 tháng 1, ngày thôi việc có khác với blank, ở đây khác với blank có nghĩa là ngày thôi việc có dữ liệu, có nghĩa là có ghi nhận số liệu ngày thôi việc ở đây, thì các bạn cũng lưu ý là cái dữ liệu liên quan đến ngày thôi việc nó phải chính xác các bạn nhé, nó phải chính xác, nó phải thì mới nhảy ra đúng. Có nghĩa là ví dụ như các bạn điền số 0 vào đây, điền số 0 vào cái này thì nó sẽ là sai, bởi vì trong công thức của chúng ta đang mặc định nó là blank, có nghĩa là không có dữ liệu chứ không phải là số 0 các bạn nhé. Do đó thì chúng ta lưu ý là không điền số 0 ở đây. Rồi tiếp theo nữa là cái trường hợp số 3 của chúng ta, trường hợp số 3 chúng ta đang nói trường hợp số 3. Tiếp theo nữa là cái E12 trừ cái D12 nó phải nhỏ hơn 14. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cần phải tính khoảng cách giữa ngày vào và ngày nghỉ, nếu như mà ít quá thì sẽ không được, mà ít nhất là ngày vào và ngày kết thúc nó phải từ 15 ngày trở lên thì tháng đó mới được tính là một ngày. Ví dụ như đây trường hợp là 14 và 16 các bạn nhé, thì nó chỉ cách nhau có 2 ngày thì trường hợp này nó sẽ ra là bằng 0, đúng không ạ? Vậy thì cái trường hợp này là 14 trừ cho 16, cái trường hợp này là cái ngày đầu trừ cái ngày sau nó phải lớn hơn 14, ý nghĩa nó là như vậy, đúng không? Thì chúng ta tiếp theo nữa đó là nếu mà cái ngày thôi việc của chúng ta lớn hơn 15 thì chúng ta sẽ lấy chính cái tháng đó, chính cái tháng 5 này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lấy chính cái tháng 5 của chúng ta trừ đi 1, tức là chúng ta đang lấy cái tháng của cái căn cứ vào cái ngày thôi việc này, chúng ta trừ đi cụm đằng này là tháng của cái ngày vào công ty, đúng không ạ? Ví dụ cái trường hợp này các bạn nhé, ví dụ cái trường hợp mà của anh Nguyễn Văn Năm này đi,
Anh này anh ấy vào tháng 6, vào ngày 16 tháng 6. Vậy thì anh này nghỉ việc, mình xin lỗi, anh này là thôi việc. Anh thôi việc vào 16 tháng 6. Thì cái ngày thôi việc của anh này là sau ngày lớn hơn ngày 15, có nghĩa là từ ngày 16. Do đó thì tháng anh này sẽ được tính là từ tháng 6, tức là tháng kết thúc sẽ được tính là tháng 6. Còn vào thì là gì ạ? Vào thì là vào từ 16 tháng 3. Vậy thì vào sau ngày 15, vậy thì anh này sẽ bắt đầu tính từ tháng 4, đúng không ạ? Vậy thì cái nguyên tắc ở đây là chúng ta sẽ lấy tháng 6 là sẽ lấy là 6 trừ cho 4, đúng không ạ? 6 trừ cho 4 cộng thêm 1 nữa thì chúng ta sẽ có là 2 ở đây. Vì sao cộng thêm 1 thì rất nhiều bạn hỏi là tại sao cộng thêm 1? Thì chúng ta nhớ cái bài toán ngày xưa cấp 2 chúng ta học, đó là cái bài toán trồng cây ở hai bên đầu đường. Cây đầu tiên đánh số 1, cây cuối cùng đánh số 10. Vậy thì để tính số cây giữa hai khoảng thời gian này, chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ lấy cái đầu từ cuối chia khoảng cách cộng với 1, đúng không ạ? Ở đây chúng ta lấy 10 trừ 1 và cùng chúng ta cộng thêm 1 nữa thì ra số cây ở hai bên đầu đường. Ok. Rồi và trường hợp cuối cùng của chúng ta đó là cái trường hợp số 4, người lao động vào trong năm và vẫn còn làm việc đến thời điểm hiện nay. Cái trường hợp này là cái trường hợp mà chúng ta sẽ có là cái D2, có nghĩa là ngày vào công ty nó phải lớn hơn ngày mùng 1 tháng 1. Ngày nghỉ việc, ngày thôi việc nó phải bằng nháy nháy, có nghĩa là nó bằng blank, có nghĩa là người ta lao động vẫn đang còn làm việc tại thời điểm hiện nay. Thì chúng ta sẽ lấy 12, bởi vì lúc đó chúng ta sẽ lấy, chúng ta hiểu là chúng ta lấy tháng 12, chúng ta lấy số 12 đó trong cái tháng 12 các bạn nhé. Chúng ta lấy 12, chúng ta trừ đi if. Ở đây là chúng ta hiểu là nếu như mà ngày vào công ty mà nhỏ hơn 16 thì chúng ta sẽ lấy luôn tháng đó, còn nếu không thì chúng ta sẽ lấy tháng đó cộng thêm 1, tức là ví dụ như là nó sẽ là lớn hơn 16 thì chúng ta cộng thêm 1 và chúng ta cộng thêm 1 ở đây, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hiểu bốn trường hợp này. Ví dụ như là cái bạn Nguyễn Văn Chín này thì bạn ấy vào ngày mùng 1 tháng 4, hoặc là đây chúng ta điền là ngày mùng 10 tháng 4 đi. Vậy thì là vì là vào là ngày mùng 10 tháng 4 nó nhỏ hơn 15, do đó thì phép sẽ được tính từ tháng 4, đúng không ạ? Phép sẽ được tính là 4 là 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, có 9 ngày ở đây, đúng không? Ok, nhập 4 trường hợp. Vậy thì cái cột tính tổng này là chúng ta cộng xong từ đây đến đây để chúng ta check công thức thôi. Chứ còn nếu các bạn làm thì các bạn hoàn toàn có thể delete cái cột này đi, cột tính tổng này đi, ok. Rồi và bây giờ cái công thức tính của chúng ta thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta có tất cả là 4 trường hợp xảy ra, đúng không? Chúng ta có 4 trường hợp xảy ra. Vậy thì bây giờ cái cách mà chúng ta gộp công thức đó là chúng ta sẽ cộng 4 công thức này lại với nhau. Ví dụ nhé, chúng ta có thể xóa cái dấu bằng này đi, đúng không ạ? Chúng ta xóa dấu bằng ở trước để chúng ta copy cái công thức tách của 4 cái công thức, và chúng ta copy công thức ở đây và chúng ta cộng lại với nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ lấy công thức này, chúng ta cộng lại. Nói chung là cái việc mà cộng công thức thì các bạn cứ cộng bình thường các bạn nhé. Tức là các bạn sẽ copy ở cái dạng chữ của công thức, sau đó thì các bạn cứ cộng bình thường. Ví dụ ở đây các bạn bằng cái này, các bạn đừng đánh dấu bằng, các bạn copy cái này, các bạn paste sang đây, sau đó thì các bạn lại copy cái dòng số 2 này, copy ở đây, các bạn lại cộng tiếp ở đây, cộng tiếp công thức ở đây, ok. Các bạn cộng copy cái công thức số 3, các bạn lại cộng tiếp vào, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà chúng ta cộng công thức, và sau khi làm xong thì chúng ta copy công thức ở dưới, chúng ta dán lên công thức ở trên để các công thức nó là giống nhau, nó là đại dài, để chúng ta có 10.000 người lao động thì chúng ta cũng có thể dùng được trong cả 10.000 người. Ok. Ok các bạn ơi, trên đây Helen đã hướng dẫn và đồng hành với mọi người để chúng ta xây dựng lên một cái file tính phép năm các bạn nhé. Theo nó bám cái nội dung thì nó bám khá là sát so với cái quy định tại cái Nghị định 145 năm 2020, một cái quy định rất là mới, và có thể có một số bạn là lần đầu tiên các bạn nghe đến những cái quy định này, đúng không ạ? Thì các bạn có thể tham khảo cái file này để làm ra cái file quản lý phép tại công ty của mọi người nha. Theo như đánh giá của Helen thì cái file này nó cũng về các bạn là nó cũng có tính logic. Bởi vì sao? Bởi vì là ví dụ như người đó đang động hỏi là tại sao tháng đó em lại được tính một ngày phép, tháng đó em lại không được tính một ngày phép. Ví dụ như là em và bạn A và bạn B này, tại sao lại em lại được tính, bạn B lại được tính một ngày phép mà em lại không được tính? Thì chúng ta có thể giải thích cái logic đó là
ở đây công ty đang bay theo cái logic là nếu tháng đó, tức là cái giả định của chúng ta nhé, cái giả định của chúng ta là vì gì ạ? Vì ngày phép được back lại sau khi người lao động ký hợp đồng, ngày phép được back lại trong thời gian thử việc, tức là nếu như người lao động ký hợp đồng lao động thì ngày phép sẽ được back lại cho cái thời gian thử việc. Do đó thì ở đây chúng ta giả định là công ty ký hợp đồng lao động, và trong cái hợp đồng lao động đó có nội dung của thử việc. Vậy thì nếu như hợp đồng lao động có nội dung của thử việc thì sẽ phải đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc. Vậy thì cái tình huống của chúng ta đặt ra là công ty của chúng ta gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động với nhau, do đó thì phải đóng bảo hiểm ngay và luôn trong thời gian thử việc, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà đóng bảo hiểm ngay và luôn trong thời gian thử việc thì công ty của chúng ta đang áp dụng theo cái quy định ở cái cách tính phép này, là đang áp dụng theo cái cách đó là nếu như tháng đó có đóng bảo hiểm thì tháng đó có ngày phép, còn tháng đó không đóng bảo hiểm thì tháng đó không đóng ngày phép các bạn nhé. Tức là có là gì, nghĩa là gì? Có nghĩa là ở đây chúng ta đang áp dụng cho cái trường hợp là tăng mới và trường hợp là nghỉ việc thôi, đúng không? Còn những cái quy định ví dụ như là người lao động mà ốm trong tháng hoặc là nghỉ trong tháng thì theo Helen chúng ta cũng không nên chi li lắm về những cái tình huống như vậy, bởi vì là trong quy định của luật thì họ vẫn bảo vệ quyền lợi của người lao động khi mà người ta quy định là nghỉ ốm đau nhưng thì vẫn được tính phép nếu như số ngày nghỉ ốm đau không vượt quá 2 tháng cộng dồn trong một năm. Vậy thì nếu như mà công ty bạn nào mà tính chi li, các bạn, nếu công ty của bạn nào mà tính chi li gọi là các bạn không tính phép cho người lao động trong cái thời gian các bạn người lao động nghỉ ốm ấy, thì các bạn cần phải đặc biệt lưu ý đến cái vấn đề là luật cho phép là thời gian nghỉ ốm đau cộng dồn không quá 2 tháng trong một năm vẫn là cái thời gian người ta được tính phép các bạn nhé. Vậy thì quan điểm của Helen thì chúng ta cũng sẽ lưu ý đến cái điểm này để chúng ta áp dụng, chứ không phải là cứ người đã lao động nghỉ ốm một phát là chúng ta sẽ không tính phép cho họ là không đúng, mà chúng ta sẽ bay theo cái maximum này. Ok, vậy thì nhắc lại một lần nữa, Helen xin nhắc lại một lần nữa về cái đặc điểm của cái file này. Thì thứ nhất đó là đây là cái file phép theo thực tiễn tại một doanh nghiệp và các bạn có thể áp dụng, tuy nhiên đây không phải là cái quy định chung mà bắt buộc các công ty phải áp dụng. Có nghĩa là ví dụ các bạn có thể công ty của các bạn đang có cái cách tính phép khác thì các bạn không thể dựa theo cái file này để các bạn nói rằng là từ trước đến giờ công ty của chúng tôi tính phép sai, đúng không ạ? Đây là ý đầu tiên. Ý thứ hai là quy tắc tính phép ở cái file này đang xây dựng theo cái quy tắc ngày 15 của bảo hiểm, và giả định là cái tình huống này là hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức là gộp chung với nhau. Do đó thì tháng nào có tham gia bảo hiểm, tức là tính trường hợp tăng mới và nghỉ việc đấy, tăng mới nghỉ việc có tham gia bảo hiểm thì có phép, còn nếu không tham gia bảo hiểm thì không có phép. Vậy thì chúng ta hiểu bản chất của cái file này nó là như vậy các bạn nhé. Ok mọi người ơi, chúng ta đã cùng nhau đồng hành để chúng ta xây dựng nên cái file quản lý ngày phép theo thực tế tại một cái doanh nghiệp, đúng không ạ? Mình hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được các bạn một phần nào đó, dù là nhỏ thôi, trong cái công việc của mọi người nhé. Ok, và mọi người nhớ like video này nhé, bởi vì là dù có hay hay không thì chúng ta cũng đã đồng hành với nhau trong một cái thời gian khá là dài rồi. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.